Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BTI Việt Nam tự hào là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp lớn và thi công chuyên nghiệp các sản phẩm từ đá tự nhiên Việt Nam và đá tự nhiên nhập khẩu như đá granite, đá marble, đá onyx và đá nhân tạo. Sản phẩm đá của BTI Việt Nam đã được thi công tại dự án của các tập đoàn lớn như Vincom, Sun Group. Masterite, Novaland, với tầm nhìn trở thành công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt đá ốp lát xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, đưa BTI Việt Nam không ngừng phát triển và nhận được sự tín nhiệm của quý khách hàng, mang trong mình sứ mệnh đem tới cho khách hàng gói dịch vụ chất lượng nhất, đáp ứng những yêu cầu của khách hàng, mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng và an tâm. BTI Việt Nam sẽ trở thành một người bạn, là đối tác tin cậy và uy tín của quý khách hàng. Hiện nay, BTI Việt Nam tiếp tục phát triển thi công các dự án công trình như trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, dự án nhà ở gồm biệt thự, nhà thấp tầng, nhà phố, chung cư. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những dịch vụ toàn diện từ tư vấn thiết kế đến thi công và bảo hành hậu mãi về sau. Sau hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại đá ốp lát, BTI Việt Nam đã xây dựng được hệ thống nhà máy, showroom tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Cùng với đó là hàng ngàn loại đá với đủ kích thước, chủng loại, màu sắc từ nhập khẩu và gia công chế tác trong nước. Nhận thấy nhu cầu sử dụng đá ốp của chủ công trình ngày càng tăng, BTI Việt Nam tiếp tục đầu tư đào tạo cán bộ, kỹ sư và công nhân nâng cao nghiệp vụ và tay nghề để đáp ứng nhu cầu phát triển xu thế hiện nay. Với đội ngũ hơn 30 cán bộ kỹ sư và gần 200 công nhân lành nghề, đội ngũ kinh nghiệm thực chiến dày dặn, lâu năm, triển khai thiết kế, gia công và thi công lắp đặt các hạng mục đá cao cấp đến các hạng mục hạ tầng và cảnh quan. Với quyết tâm phát triển mạnh mẽ mà bền vững, chúng tôi xác định nhân tố con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thành công. BTI Việt Nam thông qua chính sách tuyển dụng và trọng dụng nhân tài, đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thích ứng thị trường. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BTI Việt Nam, đối tác đáng tin cậy cho sự phát triển bền vững,